Lý Nhã Kỳ được MC đọc tên giới thiệu khi bước trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes. Nếu như ở 4 ngày trước xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ trung thành với style cổ điển, sang trọng và đài cát, thì ở ngày thứ 5, cô đã có sự thay đổi về hình ảnh của mình. Chọn một chiếc váy haute couture màu xanh pastel của thương hiệu George Tobeka với thiết kế tinh tế trang nhã, Lý Nhã Kỳ đã biến thành một cô tiểu thư khuê cát, mái tóc cũng được người đẹp để thẳng một cách tự nhiên không cầu kỳ. Khi xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi công chiếu bộ phim của đạo diễn Kristen Minker, Lý Nhã Kỳ đã gây chú ý với nhiều phóng viên cũng như quan khách. Đặc biệt, tên Lý Nhã Kỳ được MC thảm đỏ đọc lên vô cùng trang trọng. Cô cũng được bộ phận điều phối thảm đỏ chăm sóc từng sải bước. Quý ông điều phối thảm đỏ vẫn tiếp tục thực hiện công việc dừng bước một số khách mời để tạo không gian cho Lý Nhã Kỳ tạo dáng trước ống kính. Đây là công việc mà người điều phối thảm đỏ thực hiện dành cho các ngôi sao hạng A hoặc đoàn phim ra mắt. Lý Nhã Kỳ khá bất ngờ khi các nhiếp ảnh gia từ các hướng đều gọi cô Lý Nhã Kỳ, Việt Nam để mời cô hướng tới họ chụp hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.